Mỹ chuẩn bị cho viễn cảnh ông Trump thắng cử. Các đồng minh của Mỹ đang thực hiện những bước đi nhằm bảo vệ hoặc tăng cường lợi ích trong trường hợp ông Trump trở lại làm tổng thống. Trong ngày 25 tháng 4, Reuters đã có cuộc phỏng vấn với các nhà ngoại giao và quan chức chính phủ ở khắp các châu lục, qua đó hé lộ về công tác chuẩn bị trong trường hợp cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Nguồn tin của Reuters cho biết, chính phủ Mexico đang thảo luận về việc lựa chọn ngoại trưởng mới dựa trên kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Trong trường hợp ông Trump thắng cử, một quan chức có hiểu biết nhất định về cựu tổng thống Mỹ sẽ được tiến cử. Ngoài các cuộc thảo luận đằng sau hậu trường, một số nhà lãnh đạo và quan chức nước ngoài đã gặp mặt trực tiếp với ông Trump. Dù động thái này khiến chính phủ của tổng thống Biden không hài lòng, hồi đầu tháng 3 năm nay, thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã dùng bữa tối với ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Vào ngày 8 tháng 4, ngoại trưởng Anh David Cameron cũng gặp gỡ cựu tổng thống Mỹ tại đây. Đó là một cuộc gặp riêng tư. Chúng tôi đã thảo luận về tình hình Ukraine, Israel và tương lai của NATO, ông Cameron tiết lộ. Tới ngày 17 tháng 4, tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã gặp gỡ ông Trump tại New York. Chiến dịch tranh cử của ông Trump tiết lộ nội dung của cuộc gặp xoay quanh vấn đề chi tiêu quân sự của NATO. Ngoài các quan chức châu Âu, thái tử Ả Rập Siêu Tư Mohammed bin Salman cũng có cuộc điện đàm với ông Trump. Gần đây nhất, cựu thủ tướng Nhật Bản Taro Aso cũng gặp gỡ ông Trump vào ngày 23 tháng 4 ở New York. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với Reuters rằng các sự kiện như cuộc gặp của ông Cameron không phải là điều hiếm gặp. Vì vậy, quan chức Nhà Trắng từ chối bình luận về các cuộc đối thoại của ông Trump với thủ tướng Orbán hay thái tử bin Salman. Trong khi đó, ông Karolin Levit, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Mỹ, nhấn mạnh rằng các động thái nêu trên cho thấy đồng minh của Mỹ rất kỳ vọng vào viễn cảnh ông Trump thắng cử.